Xin chào tất cả các bạn. Đây là video giúp các bạn phân biệt được chụp xi nhan chứ không có mà tính chất giới thiệu để bán những cái này. Ok, giới thiệu thì mình sẽ quay chi tiết từng cái như nào đúng không? Đây là video hướng dẫn cho các bạn phân biệt chụp xi nhan nha. Chụp xi nhan thì hiện tại thì mình sẽ có là đèn tròn với đèn vuông các bạn. Thì đối với đèn tròn á thì bốn cái này dành cho đèn tròn. Còn cái này dành cho đèn vuông. Tại sao gọi là đèn tròn, đèn vuông? Ok, chia sẻ chút xíu. Đèn tròn thì trên xe cái gì nó cũng tròn hết á. Ví dụ đèn pha hình tròn. Còn đèn vuông thì sao? Đèn pha hình vuông. Các bạn thấy không? Cái cặp cầm 78 với 81 xong nó tròn quay. Cặp cầm của custom với DD nó vuông vuông, nó không có tròn quay, nó vuông vuông. Thấy không? Cái ghi đông bàn thờ vuông không? Có vuông luôn, vuông. Còn thằng kia tròn quay, thấy không? Cái vè có tròn không? Tròn quay. Còn thằng custom với DD vuông như chữ U. Còn thằng kia là giống như là chữ O, giống như cái móng, thấy không? Rồi cái yên cái yên vuông tròn á, để coi. Cái yên thằng 78 láng luôn, đúng không? Thằng 86 cũng láng luôn. Thằng 86 đời cao nó có hơi muối tí xíu. Nhưng mà cái yên của thằng custom á, thì nó có vuông, nó vuông hơn một tí. Cái yên thì nó ít hơn tí xíu. Cái sườn vuông ta, để coi. Cái cổ, cái thùng xăng này là không có vấn đề rồi. Cái đuôi sao, cái sườn thì mình không thấy sự phân biệt giữa vuông với tròn ha. Gất chân giống nhau, chúng đứng giống nhau. Ba ga cũng gần nhau đó. Thì mình phân biệt ra là tròn với vuông khác nhau giữa đèn tròn đèn vuông là đèn pha nè, chụp xi nhan nè, hộp nhựa đầu nè, cặp cầm nè. Hết thấy chưa? Cái cốp thằng 86 riêng nó cũng tròn, riêng thằng 78 thì nó lại vuông ha. Lên thằng custom thì cái cốp hình vuông đó. Thì chụp xi nhan đây là của thằng đèn vuông custom với DD, còn đây là của đèn tròn nha. Mình sẽ chuyển qua mình nói đèn tròn, tại vì cái thằng này nó chỉ xài cho thằng win, nó cũng xài chung cái này bạn, win nó cũng xài chung này. Thằng custom với thằng DD nó xài ra thôi, ngoài ra nó không xài chung với mấy thằng khác, cho nên mình không xài chung. Thằng Charlie 84 nó cũng là xe đèn vuông, cái pha nó cũng hình vuông luôn. Thằng Charlie đèn 79 79 79 80 nó hình tròn, nó cũng đèn tròn luôn, nó cũng giống như cấp nha bạn. Ở đây là mình đang nói cấp nha, đây là của mình cắt tạm thời cắt này nha. Rồi chuyển qua chụp nè. Thì đối với bốn cái chụp này hình dạng khác nhau nhưng mà nó xài chung đế nha các bạn, nó xài chung cái đế. Các bạn lấy cái đế của thằng cánh án 278 hay thằng 67, anh em xài được bốn cái chụp này, xài chung được. Có nghĩa là xe nào anh em gắn cái chụp này cũng được, đèn tròn anh em gắn cái chụp này cũng được. Đó. Rồi. Vậy thì xe mình đời nào gắn chụp nào? Xe Dam 78, xe Dam nha. Dam là chụp này, Dam quân đội yên dài các bạn, xe yên dài là chụp này. Chuyển lên 78 mà 78 đời đầu á, 78 nó có một cái đời nào đó các bạn, nó vẫn xài cái này nha. Nhưng mà đa số 78 thì mình thấy nó xài cái chụp này được gọi, anh em hay gọi là chụp 81, tại vì nó chuyển đời các bạn. Đó, 78 xài chụp này nha. 78 anh em xài chụp này. Rồi chuyển lên 81. 81 đời đầu xài chụp này. 81 đời giữa, 81 đời đầu, 81 đời giữa nó xài chụp này. Nhưng lên 81 đời cuối khi thùng xăng nó có báo xăng thì nó chuyển qua đời này. 81 đời giữa nó vẫn có báo xăng, nhưng mà 81 đời đầu nó không có báo xăng ở trên thùng xăng nha. 81 đời cuối nó có cái chụp này, nó xài chụp này. Và bắt đầu nó chuẩn bị chuyển lên 86. Và lên bắt đầu từ 86 trở đi thì nó xài chụp này. 86 nha.
86 mà đời tai siêu nhanh trước sau bằng Atimon là bằng kim loại các bạn. Rồi lên 86 đời cao nữa, bắt đầu từ 92, 93 thì tai siêu nhanh bằng nhựa thì nó không xài cái chụp này, mà cái chụp của nó với cái chó pha bên trong á, nó dính nhau, nó có hai phần chó với chụp cộng với cái đế, còn thằng này thì chụp riêng và đế riêng. Đấy thì lên 86 đời cao nó xài cái này. Đó là dòng cúp nha các bạn, dòng cúp. Rồi chỉ qua những dòng xe khác, Charlie CD 67 nha. 67 thì xài một đời duy nhất là chụp này. Cái chụp mình đang cầm là chụp Thái và giả di, nó màu vàng giống như chụp gì. Có một loại chụp Việt Nam nữa, nó màu đỏ, còn đây là màu vàng các bạn. Màu đỏ nó rẻ hơn, màu vàng đắt tiền. 67 xài một loại này. Rồi chỉ qua CD. CD thì đối với dòng CDS là cái dòng mà cái yên nó dài đó bạn, thì nó xài cái chụp này. CDS là xài chụp này. Rồi CL thì xài chụp này. Với CD 50, CD 70, CD 90, 70 hơi ít, CD 50, CD 90 và 125 xài chụp này. Cái thằng Honda LA250 á, các bạn thấy á, cái chụp nó giống y chang vậy, nhưng mà nó to hơn. Tại vì nó là 250 mà, 250 cho nên cái chụp nó to hơn. Còn thằng 125 nó vẫn xài chung với cái chụp của thằng 90 mà. Đó. Rồi Charlie thì mình có là 78, 79, 80 là thằng đằng tròn nha, đèn tròn nha. 78, 79, 80 là đèn tròn là nó xài cái chụp này. 78, 79, 80 Charlie xài này. 81 thì nó chuyển qua là vuông rồi. Charlie 81 nó chuyển qua chụp vuông, thì cái chụp của nó hình vuông, chụp nó hình vuông, đúng hình vuông luôn, đúng nghĩa hình vuông luôn, một cái hình vuông luôn. Và lên Charlie 84 thì nó xài qua cái chụp thằng đèn vuông hồi nãy các bạn, thằng custom như DD đó. Thì đó là cách anh em xài chụp xi nhan. Rồi tới thằng cánh én, thằng cánh én này nó cũng nghiệt ngã lắm này. Cánh én 78 thì nó xài chụp này, xài chụp này. Cánh nén lên 79 là đời giữa, nó có lai đời, mình không nhớ rõ nhưng mà mình nhớ là có đời nó xài chụp này, có đời nó xài chụp này, là cánh nén 79. Nhưng mà đa số mình thấy cánh nén 79 là nó xài chụp này là nhiều hơn. Lâu lâu mình thấy có loại này nhưng mà mình không nhớ rồi, nhưng mà đa số 79 là thế này. 78 là cái này nha, 79 là cái này, và lên 80, 79, 80 nó cũng là cái này. Cánh nén không có 81 nha, cánh nén chỉ có đời 78, cánh nén 79. Cánh nén 78, cánh nén 79, cánh nén 80, không có cánh nén 81. 81 là lên xe cúp 81 cũng là, giống như xe 78 nha. Xe 78, 78 mà đâu có 79. 78 là 78, 79 là xe cánh nén, người ta gọi là xe cánh nén. Đó, cánh nén đời 78, cái nén đời 79, cái nén đời 80, rồi là 81, 86. Thấy cái chụp cái này chụp Thái giải viên, trên này nó có chữ là OA băng, xong rồi xóa cái chữ O thành chữ G, nó trở thành chữ da băng. Mà thấy là đồ viên đó, nó cái đồ giải viên đó, nó làm mà ba vớ nó cũng không thể xử lý được, để nó lòi ba vớ rồi này. Thấy không? Đó là đồ giải viên. Còn đây là một cái chụp viên, bạn thấy chụp viên nè, là nó làm rất là tinh xảo, độ xét nét của nó rất là tinh xảo nha, rất là tinh xảo, chứ không giống như ông nội giải viên nhân nhìn này, chán phèo à. Nhưng mà có hơn không à, giống như cái chụp Thái nè, chụp Thái thì làm khá là đẹp, khá là tinh xảo nha bạn. Mình rất là ưng ý cái chụp Thái nha. Chụp Thái là đây chi da băng nè. Đây là cách phân biệt chụp xi nhan nha. Bên mình hiện tại có bán mấy cái chụp xi nhan này, thì anh em nào có nhu cầu mua loại chụp xi nhan nào thì anh em nhắn tin Zalo, mình sẽ gửi hình báo giá từng cái cho anh em nha. Hàng tháo xe có, mới trong bịch, da băng cũng có luôn nha. Rồi ok, cảm ơn anh em. Anh em phương thức mua hàng thì anh em có thể qua trực tiếp bên shop hoặc là chuyển khoản là ship bưu điện nha. Anh em cần biết thêm thông tin gì nữa anh em cứ gọi hoặc nhắn tin Zalo giúp mình nha.
Anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha. Mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho anh em, mình chia sẻ cho những người không biết nha. Còn những cái gì mà mình không biết hoặc là mình nói sai thì anh em góp ý, mình sẽ học hỏi tiếp. Tại vì mình là người sinh sao đẻ muộn, không phải là đẻ với thời kỳ cái xe, mình chỉ là học lại những người đi trước. Cho nên mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho anh em. Và nếu mà mình chia sẻ mà nó bị sai cái gì thì anh em góp ý, mình sẽ sửa lại nha các bạn. Đó. Chứ mình không phải là người rành 100% về xe cấp đâu các bạn. Mình chỉ là sinh sao đẻ muộn và học lại từ người khác. Cho nên mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho người không biết. Đó. Và anh em có gì biết hay gì thú vị vui anh em chia sẻ, mình sẽ lại lên clip và chia sẻ lại cho người khác nha. Rồi ok, cảm ơn anh em. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới theo dõi kênh video phụ tùng xe cấp nha.